Xin chào mọi người đã quay trở lại với Hoàng Hà Channel và lại là mình Rosie đây. Có thể là mọi người cũng đã quá quen mặt với những cái dòng sản phẩm mới đến từ nhà Samsung như là Samsung Galaxy Z Fold 6 và Z Flip 6 rồi đúng không? Mà cũng có thể là trong video ngày hôm nay mọi người sẽ nghĩ rằng là mình lại tiếp tục nói về hai em sản phẩm đấy đúng không? Nhưng không nha. Hôm nay thì mình sẽ xin review chi tiết về một chiếc sản phẩm đến từ nhà Samsung cũng được nhận được sự quan tâm khá là nhiều đến từ người dùng. Đó chính là chiếc Samsung Galaxy A55 và không dài dòng nữa chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu video nhé. Tổng quan một chút thì Samsung đã đưa một cái ngôn ngữ thiết kế mới lên chiếc Samsung A55 này. Và nhìn chung thì thiết kế của em này sẽ sở hữu một tổng thể nguyên khối hiện đại. Khung viền thì là được làm bằng kim loại, mặt lưng thì là được làm bằng kính cường lực cứng cáp giúp tăng cái độ bền bỉ cho thiết bị nhá. Được ứng dụng thiết kế kim loại lên khung viền thì sẽ giúp cho chiếc Galaxy A55 thêm phần cứng cáp và chắc chắn hơn, hạn chế được cái tình trạng móp méo khi va đập. Và mặt lưng thì được điểm nhấn bằng 3 cụm camera xếp dọc theo viền một cách gọn gàng. Dòng Samsung Galaxy A55 sẽ có 3 phiên bản màu, màu tím, màu xanh và màu đen. Như mình đang có ở đây là phiên bản màu xanh. Có một cái phiên bản màu tím pastel thì cũng khá là hợp với các bạn nữ. Em này thì cầm nắm cái cảm giác cho cảm giác khá là chắc tay. Nhưng mà có một cái điều nho nhỏ ở đây là vì cái khung viền của nó được làm bằng kim loại, vậy nên là khi mà các bạn cầm cái điện thoại mà chắc quá mà không sử dụng ốp thì nó sẽ cảm giác nó hơi sắc một xíu. Nhưng mà cái này cũng không phải là cái vấn đề quá là to lớn đâu, khi mà các bạn dùng ốp thì cái này cũng đã được giải quyết rồi nhá. Và nếu như nhìn qua thông thường như thế này thì mọi người sẽ rất dễ nhầm lẫn với lại là dòng S24, đặc biệt là S24 Plus. Nhưng mà trên chiếc Samsung A55 này thì mặt lưng của nó được làm bằng mặt lưng kính bóng, có điểm trừ nhỏ là sẽ bị hơi bám vân tay một chút thôi. Sở hữu tấm nền là Super AMOLED với độ phân giải là Full HD Plus thì em này sẽ cho cái khả năng hiển thị sắc nét rõ ràng và góc nhìn sống động hơn. Và đặc biệt là em này có độ sáng tối đa là 1000 nit. Khi mà anh em ra ngoài trời sử dụng điện thoại thì cũng không cần phải lo về cái vấn đề là màn hình nó bị tối đâu nhá. Và đây sẽ là cái phần mà chị em quan tâm nhất đúng không? Đó chính là về phần camera. Theo như thông số của hãng công bố thì em này sở hữu bộ 3 camera, có camera chính là 50 megapixel này, camera góc rộng là 12 mega và có macro là 5 mega. Được trang bị thêm cả camera trước, camera selfie là 32 megapixel luôn nhá. Và chia sẻ thật về cái trải nghiệm cá nhân của mình thì mình cũng khá là bất ngờ với cái độ sắc nét trên chiếc camera này. Tháng 8 vừa rồi thì bên Hoàng Hà Mobile chúng mình có collab với cả Samsung để tổ chức ra cái sự kiện trải nghiệm Samsung Galaxy Z Fold 6 và Z Flip 6. Và trong cái buổi hôm đó thì mình có sử dụng em Samsung Galaxy A55 này để chụp ảnh trong toàn bộ sự kiện ngày hôm đó. Như các bạn đang thấy ở đây thì với ảnh chụp bằng camera sau, màu ảnh cho ra rất là tươi, chân thực, sẽ có cả da nhẹ nhưng mà không bị ảo quá đâu nha. Zoom kỹ thì vẫn thấy rõ lớp make up của mình nhá. Còn về camera trước thì thật sự mình phải dành cho em nó một lời khen. Màu ảnh cho da tươi tắn này cũng có cả da nhưng mà vẫn đảm bảo được sự sắc nét và tự nhiên nhá. Còn về ảnh chụp chân dung thì chúng mình có chụp trong điều kiện phòng studio thì mình thấy em này cũng đang làm khá tốt rồi, vẫn làm nổi bật được chủ thể. Có điều là một số chi tiết nhỏ như là tóc của mình thì sẽ có lẹm nhỏ một chút thôi. Còn tổng thể thì bức hình vẫn cứ là ok anh em nhé. Galaxy A55 có dung lượng pin là 5000 mAh, thoải mái cho mọi người một ngày dài sử dụng nhé. Có hỗ trợ sạc nhanh là 25W, có thể sạc đầy pin chỉ 50% trong vòng 30 phút thôi nha. Và đặc biệt là sự kết hợp giữa dung lượng pin lớn và công nghệ sạc nhanh thì sẽ giúp cho người dùng có thể đáp ứng được nhu cầu một ngày dài học tập, làm việc hay là giải trí luôn nhá. Em này cũng được trang bị khả năng chống nước và kháng bụi là chuẩn IP67. Với IP67 thì em này có khả năng là hạn chế được cái tình trạng bụi bẩn vào bên trong các linh kiện nha, giúp cho cái thiết bị của bạn tránh được cái tình trạng là hư hỏng. Và đặc biệt là với IP67 thì em này có thể hoạt động được trong cái môi trường ẩm ướt, ví dụ như các bạn đi ngoài trời mà gặp mưa nhỏ hay là những bạn nào đam mê thể dục thể thao mà có bị ra mồ hôi nha. Tính tới thời điểm hiện tại thì chiếc Samsung Galaxy A55 và con chip Exynos 1480 đã ra mắt được 6 tháng rồi nha. Và cùng với những cái bản cập nhật mới của Samsung thì hiệu năng trên chiếc điện thoại này nó cũng đã được cái phần nào cải thiện và tối ưu hóa hơn rồi. Điểm qua một chút về điểm số của benchmark, chúng ta sẽ có AnTuTu benchmark với điểm số khoảng 712.000 điểm, ngang ngửa với những gì mà Snapdragon 865 hay là 870 làm được. Còn xét đến Geekbench 6 thì điểm đơn nhân sẽ là 1.153, trong khi đa nhân là 3.418 điểm. Đối với các chị em chơi những cái tựa game cơ bản như là Candy Crush giống như mình ấy thì mọi người yên tâm nha, không có vấn đề gì đâu. Mọi người có chơi cả ngày cũng chả sao hết. Còn đối với anh em mà thích chơi những tựa game như PUBG Mobile này hay là Genshin Impact, em này vẫn đáp ứng đủ luôn nhá. Hơi tiếc một chút là trên PUBG Mobile vẫn chưa được hỗ trợ chơi cái chế độ 90fps, nhưng mà đối với 60fps mượt mà như thế này thì mình nghĩ là quá đủ rồi nhá.
Tổng kết lại với một chiếc Samsung Galaxy A55 hiện tại tại Hoàng Hà Mobile đang có mức giá là 9.690.000 đồng. Đấy là còn chưa trừ quà nha. Nếu mà anh em trừ quà nữa thì đâu đó loanh quanh chỉ tầm khoảng gần 9 triệu một xíu thôi. Đổi lại thì anh em sẽ có một chiếc điện thoại có hiệu năng tốt này, màn đẹp, thiết kế ổn này, camera thì quá là ok rồi. Thì mình thấy là khá là xứng đáng đấy. Còn anh nghĩ sao thì hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo. Bye bye.